Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Tin tặc Trung Quốc tấn công trang web tổng thống Philippines nhưng bất thành. Các tin tặc hoạt động ở Trung Quốc cố gắng đột nhập vào các trang web và hệ thống email của tổng thống Philippines và các cơ quan chính phủ cũng như là một trang theo dõi an ninh hàng hải nhưng không thành công. Một giới chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Philippines đã cho biết vào hôm thứ ngày hôm ngày 6 tháng 2 như trên. Ông Renato Pareso nói với đài phát thanh DWPM rằng các hộp thư của bộ thông tin và truyền thông Philippines trang web của National Coast Watch và trang web cá nhân của tổng thống Ferdinand Marcos Jr nằm trong số mục tiêu của các hacker có địa chỉ từ trung quốc ông Pareso nói thêm rằng Philippines không kết luận việc này cho bất kỳ quốc gia nào, nhưng bằng cách sử dụng các địa chỉ giao thức internet Philippines đã xác định chính xác đó là bắt nguồn từ Trung Quốc và đang kêu gọi chính phủ của Trung Quốc giúp ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Unicom và tòa đại sứ của Trung Quốc tại Manila chưa trả lời các yêu cầu bình luận. Các cuộc tấn công mạng bị ngăn chặn xảy ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Trung Quốc, phần lớn là về lãnh thổ tranh chấp ở biển Đông. Philippines hiện đang thực hiện chiến lược an ninh mạng kéo dài 5 năm nhằm để tăng cường phòng thủ mạng nhằm chống lại các cuộc tấn công và tội phạm kỹ thuật số con trai của bà ông San Suu Kyi tiết lộ về tình trạng sức khỏe của bà sau 3 năm chính biến vào ngày 6 tháng 2 ông Kim Aris là con trai của bà ông San Suu Kyi, tiết lộ rằng mẹ của ông vẫn còn sống và hiện đang có tinh thần mạnh mẽ ông tiết lộ thông tin trên sau khi nhận được thư từ mẹ của mình cũng là lần đầu tiên liên lạc giữa họ kể từ lúc bà ông Sanchuchi bị bắt giữ trong cuộc đảo chính xảy ra vào 3 năm trước. Bà hiện nay có tinh thần mạnh mẽ như mọi khi. Ông Kim Aris đã nói về bức thư nhận được từ mẹ mình, người hiện nay đang bị giam giữ ở tại Napito của Miến Điện. Cuộc đảo chính ở Miến Điện diễn ra vào tháng 2 năm 2021, khi quân đội Miến Điện phế chốt chính quyền dân sự và bắt giữ Tổng thống Nguyên Minh, cũng như cố vấn nhà nước là ông Sanchuchi cùng với các thành viên nội các. Bà suchi bị giam giữ ngay vào buổi sáng diễn ra cuộc đảo chính và kể từ đó thì bà bị tuyên án tổng cộng là hơn 20 năm tù. Israel nói thủ lĩnh của Hamas ẩn nấu từ nơi này tới nơi khác. Bộ trưởng Quốc phòng của Israel Gallen nói thủ lĩnh của Hamas Sinwar đang ẩn nấu từ nơi này sang nơi khác và không còn chỉ huy các hoạt động của nhóm. Ông Gallen cho rằng là thủ lĩnh Sinwar không còn chỉ huy chiến dịch hay là lực lượng Hamas mà đang lo cho sự sống còn của bản thân. Tower Eve cáo buộc ông Sinwar là chủ mưu của vụ tấn công vào lãnh thổ của Israel vào hồi tháng 10 năm ngoái, gây ra cuộc xung đột đã gần bước sang tháng thứ năm. Hamas chưa lên tiếng về thông tin trên. Quân đội của Israel những tuần gần đây tấn công Khan Yunis, thành phố quan trọng ở miền nam của giải Gaza và cũng là quê nhà của ông Sinwar. Thủ lĩnh Hamas không xuất hiện từ ngày 7 tháng 10 của năm ngoái. Ông Kalin cho biết là quân đội của Israel đã tìm thấy các tài liệu quan trọng tại những nơi mà thủ lĩnh Hamas qua ở gần đây và nói thêm rằng là sẽ tiếp tục truy đuổi Hamas trên khắp giải Gaza. Ông Seringwa gia nhập Hamas từ khi lực lượng này được ông Ahmad Yassin thành lập vào năm 1987. Ông Seringwa từng bị Israel kết án tù nhưng đã qua mặt tình báo của nước này để được trả tự do và âm thầm lên kế hoạch tấn công. Tổng thống thổ nhĩ kỳ sẽ thăm Ai Cập lần đầu tiên kể từ khi nối lại quan hệ ngoại giao. Tuần tới đây, thì tổng thống thổ nhĩ kỳ là ông Erdogan dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Ai Cập kể từ khi hai nước nối lại quan hệ ngoại giao vào năm 2021 sau nhiều năm căng thẳng. Phân biểu với báo giới, ngoại trưởng của thổ nhĩ kỳ là Hakan Fidan cho biết tổng thống Erdogan sẽ thăm Cairo vào ngày 14 tháng 2 thảo luận với người đồng cấp Ai Cập là Abdel Fattah el-Sisi về những vấn đề song phương và khu vực. Bên cạnh việc thông báo lịch trình chuyến thăm, Ngoại trưởng Fidan cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý cung cấp máy bay không người lái cho Ai Cập. Đây được coi như là thỏa thuận vũ khí đầu tiên giữa Cairo và Ankara kể từ khi hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao lên cấp đại sứ hồi tháng 7 vừa qua. Sau hai năm đàm phán căng thẳng để nhằm nối lại quan hệ, Quan hệ giữa hai bên đã trở thành căng thẳng vào năm 2013, khi quân đội của Ai Cập, lúc đó do ông LCC lãnh đạo, đã phế chuất tổng thống khi đó là ông Morsi người được thổ nhĩ kỳ ủng hộ. Hai nước đã rút đại sứ của mình trở về nước với việc ai cập cáo buộc thổ nhĩ kỳ hỗ trợ cho các nhóm hồi giáo cực đoan ở trong khu vực và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia Ả Rập. Trong khi đó, Trung Quốc tiêu thụ hơn 1.000 tấn vàng trong năm 2023. Chỉ còn vài ngày nữa là tết nguyên đáng và người dân tại nhiều nước vẫn đang tích cực mua sắm chuẩn bị cho mùa lễ hội. Một trong số những mặt hàng được ưa chuộng nhất tại Trung Quốc vào dịp này chính là các món đồ trang sức từ vàng. Tại trung tâm thương mại Thượng Hải thì các quầy mua bán vàng đều khá tấp nập. Nhiều người tới đây mua vàng thậm chí không phải là người dân của Thượng Hải. Theo Hiệp hội Vàng của Trung Quốc thì tiêu thụ vàng tại nước này đã vượt ngưỡng là 1.000 tấn trong năm ngoái, trong đó doanh thu vàng trang sức tăng khoảng 8%. Ông Wang Lixin, giám đốc điều hành của hội đồng vàng thế giới tại trung quốc cho biết so với nhiều tài sản khác thì mua vàng hiện sinh lời tương đối tốt bởi vậy nên dù giá trang sức vàng cao hơn một chút trong năm ngoái nhiều người vẫn muốn mua như là một cách để vừa mua sắm lại vừa tiết kiệm từ cuối năm ngoái, thì kinh tế của Trung Quốc đã chứng kiến nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là tăng trưởng về chi tiêu tiêu dùng. Các đơn vị kinh doanh vàng trang sức kỳ vọng đây sẽ là một mùa ăn nên làm ra với họ trong dịp Tết này. Một tàu hàng của Anh Quốc bị phe Houthi tấn công ở vùng biển đỏ. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh Quốc và hãng an ninh hàng hải là Embry của Anh Quốc cho biết, một tàu hàng qua eo biển đỏ đã bị hư hại nhẹ sau khi bị trúng đạn khi đang di chuyển ngoài khơi của bờ biển thành phố Hodida của Yemen. Theo Amri, quả đạn được nhắm vào phía mạn trái, bay qua bong tàu và gây ra hư hại cho cửa sổ. Con tàu mang cờ Barbados và thuộc sở hữu của một công ty Anh Quốc bị tấn công bởi một thiết bị bay không người lái trong khi đang đi về phía đông nam của biển đỏ. Không có thương vong nào được báo cáo, con tàu sau đó đã nỗ lực tránh né cuộc tấn công và tiếp tục cuộc hành trình. Kể từ giữa tháng 11 vừa qua, nhóm phiên quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã tấn công nhắm vào các tàu hàng đi qua eo biển đỏ bằng drone và phi đạn. Nhóm này nói rằng họ làm như vậy để thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine ở giải Gaza. Anh Quốc và Hoa Kỳ vào tháng 1 cũng đã bắt đầu tấn công vào những mục tiêu của nhóm Houthi ở Yemen để nhằm đáp trả hoạt động tấn công tàu hàng của nhóm này trong một diễn biến có liên quan, quân đội Hoa Kỳ cho biết lực lượng của họ đã tiến hành tự vệ và đánh chìm thiết bị ở trên mặt nước tự lái do nhóm Houthi ở Yemen vận hành. Hoa hậu Nhật gốc Ukraine từ bỏ danh hiệu vì bê bối tình cảm Carolina Sino, tân Hoa hậu Nhật gốc Ukraine, từ bỏ danh hiệu sau khi thừa nhận có mối quan hệ tình ái với người đã kết hôn. Hiệp hội Hoa hậu Nhật Bản, ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu tại nước này, sau đó thông báo chấp nhận yêu cầu từ bỏ danh hiệu của tân Hoa hậu Carolina Shino, 26 tuổi, người đăng quang vào hồi tháng trước. Tạp chí Sukhan Bunsen, lâu đời của Nhật Bản, đã đưa tin chi tiết về mối quan hệ của cô với một bác sĩ 45 tuổi có ảnh hưởng trên mạng và đã kết hôn. Hiệp hội Hoa hậu ban đầu bảo vệ Shino trước cáo buộc sau khi cô khẳng định đã chủ động chấm dứt quan hệ khi biết bác sĩ này đã kết hôn. Nhưng hiệp hội này xác nhận là Shino vẫn tiếp tục hẹn hò sau khi biết là bác sĩ đã có gia đình. Hiệp hội gửi lời xin lỗi các bên liên quan của cuộc thi, bao gồm các nhà tài trợ và ban giám khảo. Danh hiệu Hoa hậu sẽ để trống trong thời gian còn lại của năm. Chiến thắng của tân Hoa hậu Nhật Bản vốn gây tranh cãi do cô là Hoa hậu nhập tịch đầu tiên tại nước này, có bố mẹ là người Ukraine. Shino chuyển đến Nhật Bản sống ở Nagoya từ khi lên 5 tuổi.